Chúng ta sẽ đến với bài số 7, lệnh chuyển đổi dữ liệu thời gian thực. Vậy là chúng ta cũng hành trình cùng nhau đã gần một nửa chặng đường rồi. Mình tiếp tục sử dụng phần mềm Tableau V14 FP1. Khởi động phần mềm. Chúng ta tạo một project mới. Bài 7. Lệnh chuyển đổi dữ liệu. Đọc thời gian thực. Chúng ta tạo một project mới. Cũng như bài giảng trước, bài giảng này mình đã có PLC thật, thì mình sẽ cấu hình thiết bị của PLC thật. Thay vì bài trước mình sử dụng tự nhận PLC, thì bài này mình sẽ cấu hình tìm kiếm và lựa chọn con PLC đấy. Đó, mình sử dụng con PLC 12114 C DC 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 NU. Chúng ta kết nối phần mềm với PLC. Ở đây mình sử dụng các mạng của mình. Kết nối. Sau đó chúng ta nốt phần cứng cho PLC. Tìm kiếm thiết bị. Mọi vấn đề có thắc mắc, các bạn thắc mắc liên quan đến vấn đề giảng dạy của mình thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình rất ghi nhận những lời góp ý của các bạn. Chúng ta nói chương trình. Đến với bài hôm nay, chúng ta sẽ đến với lại các lệnh chuyển đổi. Ở đây, mình giới thiệu đến các bạn 5 lệnh chuyển đổi. Convert, Round, Sell, Full, Trim và còn lệnh Scale và Moment thì đặc biệt để xài cho xử lý tín hiệu analog thì mình sẽ dạy vào bài tiếp theo và các bài sau thì sẽ nói kỹ hơn về hai lệnh này. Còn với bài hôm nay về các lệnh chuyển đổi, chúng ta sẽ học 5 lệnh Convert, Round, Sell, Full. Đầu tiên đến với lệnh Convert. Convert thì lệnh Convert mục đích chuyển đổi dữ liệu từ in sang out. Ví dụ các bạn muốn chuyển kiểu thực là MD10 sang một kiểu dữ liệu in MW14. Chúng ta rewind lại kiểu data type dữ liệu. MW14. Chúng ta thay đổi kiểu số thực sang kiểu in. Thay đổi kiểu dữ liệu word thành in. Đó.
Số lót chương trình số view gì? Stop. Finish. Xong. Các bạn bật chế độ giám sát. Mình modify giá trị nó. Ví dụ mình đặt là 32.30 đi. Đó, thì sẽ làm, nó sẽ làm tròn về kiểu in là 32. Lệnh này được sử dụng rất nhiều trong quá trình các bạn lập trình. Các bạn có thể chuyển đổi dữ liệu từ các kiểu in sang kiểu out. Kiểu dữ liệu từ kiểu in các bạn có thể chuyển từ nguyên sang số thực hoặc ngược lại, hoặc các loại BCD, hex, cha hoặc dãy các thứ gì đó. Đây, các bạn có thể tự do lựa chọn. Mình ví dụ đơn giản các lệnh, ví dụ các bạn muốn đặt các lệnh thời gian hoặc các lệnh về timer, counter thì những cái lệnh đấy không có số thực, không có sau số 0 nên các bạn phải chuyển đổi nó lại. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh round, lệnh làm tròn. Chúng ta sẽ làm tròn số thực sang số thực đi. Mọi kiểu dữ liệu ở đây trong phần in phần out các bạn có thể tự do lựa chọn, nhưng trong trường hợp khối cho phép MD100 sang MD104, mình sẽ làm một video hướng dẫn về các kiểu dữ liệu của PLC, tại sao là MD100 và MD104 hoặc như bài trước MVK10 và MVK12. Nó chỉ dùng cho PLC. Bật chế độ giám sát. Tiếp theo mình sẽ làm tròn số. Ví dụ ở đây mình đặt là 2.3 thì nó sẽ làm tròn về 2. Hoặc nếu mình làm tròn đặt 2.6 nó sẽ làm tròn lên 3. Hoặc đối với số âm cũng hoàn toàn có thể làm tròn được, ví dụ 2-2.3 làm tròn về -2, -2.6 làm tròn về -3. Đó là lệnh round, vẫn làm tròn như bình thường trên các loại máy tính. Còn lệnh cell, tiếp theo chúng ta đến với lệnh cell. Cell là gì? Lệnh cell là lệnh làm tròn lên, ví dụ 2.1-2.3 sẽ làm tròn tất cả lên 3, lớn hơn 2 sẽ làm tròn lên 3. Các bạn, nó là gì cho BLC? Làm tròn lên giá trị lớn, ví dụ từ -2.6 sẽ làm tròn về 2, vì -2 sẽ lớn hơn -2.6. Đó là 2.3 đi, nó sẽ làm tròn lên 3. Hoặc 2.1 cũng sẽ làm tròn lên 3. Đó, lệnh cell, lệnh làm tròn lên. Tiếp theo chúng ta đến với lệnh true. Lệnh true là lệnh làm tròn xuống. Ví dụ 2.3 sẽ làm tròn về 2, 2.9 sẽ làm tròn về 2. Các bạn hót chương trình xuống cho PLC. Sẽ làm tròn về 2. Lệnh tiếp theo là lệnh zoom, lệnh cuối cùng. Đối với lệnh này hơi đặc biệt một chút. Nếu là số nguyên thì sẽ làm tròn xuống, và nếu là số âm thì sẽ làm tròn lên. Chúng ta nói từng tình huống cho BLC và xem thử.
Nếu là số nguyên 2.9 sẽ làm tròn về 2. Còn nếu là số âm trừ 2.9 cũng sẽ làm tròn về trừ 2, vì trừ 2 lớn hơn trừ 2.9. Mình sẽ làm cả 4 lệnh cho các bạn cùng xem theo dõi. Round, sell, flow, MD108 sang MD112. Kiểu dữ liệu của mình là kiểu real hết. Vì các lệnh làm tròn thường hay sử dụng với kiểu số thực. MD116 MD20 MD124 MD128 chuyển hết sang kiểu thực. Còn nó thì dùng cho POC. Chúng ta đặt lệnh ra 2.3. Chỗ đặt lệnh sell 2.1. Chỗ đặt lệnh flow 2.9. Đó, các bạn có thể thấy các lệnh chuyển đổi dữ liệu khác nhau như thế nào. Hay đây, mình đặt là 2.6. Đó, đó là về các lệnh chuyển đổi dữ liệu. Convert, round, sell, flow và trim. Bây giờ chúng ta sẽ đến với, mình đen hết đi, chúng ta sẽ đến với lệnh đọc thời gian thực. Ở đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh read local, đọc thời gian địa phương. Chúng ta vào phần external instruction, chỉ dẫn ngoài, data. Các bạn thấy cho mình read local, trên đây là các lệnh cộng trừ nhân chia thời gian. Read local là gì? Read local là lệnh đọc thời gian địa phương, thời gian của máy tính. Read van là trạng thái đọc, mình cũng đặt một biến read van nào đó. Đặt là memory, thay vì MW0 mình sẽ đặt là MW100. Để đọc được lệnh này, chúng ta cần cấu hình một khối DB. Hoặc trong PLC tang, nhưng mình hướng dẫn các bạn cấu hình một khối DB data block. Ví dụ đặt đó là data đi, real time đi, local. Ở đây chúng ta sẽ lệnh real time đặt. Kiểu dữ liệu của nó không còn đơn thuần là bool real in nữa, nó là kiểu DTL. Đó. Trong kiểu DTL sẽ có năm, tháng, ngày, tuần, giờ, phút, giây và nano giây. Chúng ta add kiểu dữ liệu real time vào đây. Ví dụ mình đặt là real time local.real time.
chấm non, không gì hết, có nghĩa là tất cả các kiểu. Tiếp theo chúng ta sẽ mu các giá trị nó ra. Ví dụ ở đây mu như bài số 2, số 3 gì đó mình giới thiệu các bạn lệnh mu, thì khi tác động vào lệnh mu in sẽ bằng ao. Ở đây ta sẽ đặt real time local và real time. Ví dụ mình đọc giờ của hôm nay đi, mình đọc giờ hiện tại bao nhiêu giờ. Ở đây mình đặt một biến là giờ. Kiểu dữ liệu chúng ta sẽ vào DB, kiểu dữ liệu giờ US in file, US in memory. Ok, chúng ta đã đọc được giờ. Chúng ta nắp tên gì xuống cho BOC. Các bạn bật chế độ giám sát. Hiện tại mình đang là 5 giờ mà đây báo 12 đúng không ạ? Đó, trạng thái báo đọc 1. Chúng ta sẽ vào real time, bật chế độ giám sát. Các bạn thấy 2018 27 tháng 4. Nhưng hiện tại bây giờ là 12 giờ 27 phút 37 giây đúng không ạ? Vậy thì làm sao để đọc đúng với thời gian của máy tính? Các bạn vào phần cứng, các bạn go online, vào phần cứng, kích chuột phải vào property cho mình. Các bạn chọn đến time of day, chỉnh lại giờ, múi giờ của mình là Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Ok, sau đó các bạn download cả phần cứng, cả phần mềm cho POC. Finish. Sau đó bật chế độ giám sát. Hiện tại là 17 giờ 28 phút 44 giây. Đúng với thời gian hiện tại chưa? Các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách vào online Dynamics hoặc function set time, upload lại giờ, chỉ giờ lên theo máy tính. Đó là lệnh đọc thời gian local. Bài giảng của mình đến đây kết thúc.